Vâng, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh B Lóc Phát Tiêu. B Lóc Phát Tiêu đang ở phần 1 của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Vâng, hôm nay có món bún chay, 28 món bún chay được mang lên cúng cho cố nghệ sĩ Vũ Linh nhé các bạn. Hai mươi món bún chay nhé các bạn. Ở ngoài thì cũng có cô chú anh chị từ xa đến đây để hấp nhang cho cô nghe sĩ Vũ Linh kia. Dạ trời nắng có dầu kì chị. À, không biết gia đình của mình đến từ đâu hả chị? Núi Bà Đen. Núi Bà Đen, Tây Ninh phải không chị? Dạ. Dạ, đến thăm nghệ sĩ Vũ Linh. À, gia đình của mình đến đây được bao nhiêu lần rồi chị? Dạ, mới tới lần đầu, quý quá. Dạ. À, có cô chú này đến từ Tây Ninh nhé các bạn, đến từ núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh nhé, đến đây để hấp nhang cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng như là chụp ảnh bên di ảnh của cậu Năm Vũ Linh nhé các bạn. À, cô chú này cũng mang trái cây đặc sản của Tây Ninh đến đây để cúng bái cậu Năm Vũ Linh nhé. Chụp ảnh bên mộ cụ cậu Năm Vũ Linh nhé. Không có chụp, tôi thấy bụng bự tôi muốn chết nha. Không cười lên ngay sao ta ghê cười vô. Chị này tạo dáng bên mộ của cậu Năm Vũ Linh rất là vui nhé các bạn. Không phải ngược cái màn hình lận mới chơi mới cao được. Ừ, ta kinh nghiệm lắm chưa. Chập cái sắt sắt này, sắt sắt này chị. Ở sắt sắt này nè chị, sắt sắt này chị. Ủa ơi, mình lấy cái dù bên kia kìa chú. Chị ơi, chị qua bên kia kìa chị. Dạ, lấy cái dù chị cho mát cho. Em đứng với chị hồi chị mất cỡ em. Để em đi ra kìa. Có không đó, giả bộ khen tôi ngay chút xíu nữa mở cửa trang ra luôn mà. Chị ở đâu đến chị? Tây Ninh, Tây Ninh. Tây Ninh. Núi Bà Đen, núi Bà Đen. Nhang bên đây nè chị. Coi đúng nhau không? À, bây giờ đem bún xuống nha các bạn. Dạ.
chú Việt Kiều á, chú Việt Kiều á, rồi bên trên chú Việt Kiều á. Đúng nha, rất là hành kính nha quý vị và các bạn. Vâng, nếu quý vị và các bạn cảm thấy kênh hay có ý nghĩa thì cô chú anh chị có thể đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Có thằng này tiếu nữa rồi. Để con phòng. Con cười không được á. Ê chụp hình chưa? Ai biết tiền tiền chụp đẹp không biết để coi coi. Tiền chụp thống nó có chuyện nè. Chụp nữa không? Tôi chụp chưa? Chị chụp hình cục nghệ, cái giò cục nghệ của em nè. Cục cái mà cục đợt người lùng ở đời chụp cao là sao ta? Cái đó mình phải quay cái điện thoại ngược lại đó, rồi mình chụp nó mới cao. Dạ. Cái điện quay chụp hình thì sao mà con người ta tung tẹt rồi. Dạ. Trời ơi, ta người ta thiệt tình. Mày ơi, giả dối. Đúng. Quá quý luôn. Ừ, lúc đó cô đi mua vé coi hay sao? Mua vé coi. Ừ, hồi xuống ông anh nó dẫn coi. Dạ, vậy là cũng có. Còn năm lúc đó là sao, cô phong độ đẹp trai không? Đẹp lắm, đẹp lắm, đẹp lắm. Dạ. Còn năm lúc đó hát bài gì cô còn nhớ không? Hát nhạc hay lắm á. Hát nhạc hay, hát cổ hay nhạc cổ hay. Chữ tình á. Chữ tình hả, lúc đó còn là chữ tình hả? Dạ. Ý thiệt đó, cô cũng có dịp là đi xem và gặp cậu Năm ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Hình như là rồi bây giờ thường ngày là mình có xem về những cái vở cải lương của cậu Năm không con? Thường xem luôn hả? À, có lên trên bên dạ. Trong điện thoại nha. Dạ, cô lên YouTube coi. À, dạ. Cô hết thông tin là dạ. Dạ. Cô hết nhất là bài hát nào của chú cô? Dạ. 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 Cảm ơn cô rất nhiều nha. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Em đừng có đăng lên đi em. Em hỏi chơi vui thì đừng đăng lên đi em. Thôi bây giờ cào, đừng đăng lên. Phần video clip của mình cũng đã dài. Mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Ngày là con thấy mày chùi mày mày mà